Mình xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay mình đi ra ngoài vườn nè, cái mình đi hái xả với hái ớt, mình hái ngồi gai nữa. Giờ để mình làm cái món này đặc biệt dữ lắm. Một hồi mình sẽ vô giới thiệu cho các anh chị và các bạn xem mình làm nha. Rồi mình đi tới bụi xả này. Bụi xả này có mấy tép bụi chảng luôn. Mình đây cái mình chặt lá mình bỏ ra luôn. Vô nhà mình khỏi chặt nó khỏi bỏ rác. Rồi gai của mình nó muốn tàn rồi, ít ngày nó mới lên lại. Giờ mình nhổ mấy cây cọng nhỏ nhỏ này. Ít ngày mấy cái bông này nè, nó lên lại dữ lắm. Đây, mình ớt màu này nè, sao lâu chín ghê luôn. Giờ mình hái tới màu này mình ăn hơn thử coi cái ớt này nó cay không. Ơi, có tới đây. Nè. Thế này gần chín rồi. Mình hái tới này. Mình xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu cái món này đặc biệt, đó là món cà ri tôm tôm càng xanh. Mình mới vừa tác dũng lên á, hôm rồi mình có nuôi ít tôm với mình đặt vớn, cái có con nhỏ nhỏ cái mình thả xuống mình nuôi. Hôm nay mình sẽ bận cái bộ đồ mới này. Đây là cái bộ đồ mới mà hôm trước chị Ấn Tần cho giải của mình may từ từ mình bận. Hôm trước thì mình may cái áo. Thì hôm nay còn lại mấy khúc á, mà mấy khúc mình cho mẹ mình mấy khúc may áo bà ba. Thì còn lại mấy khúc thì mình may xong hết rồi. Mình sẽ bận từ từ. Chị Ấn Tần còn nhớ, chị Ấn Tần cho mình cái khúc, có khúc giải thun này nè. Mình may được nguyên bộ luôn, có cái quần luôn. Chị xem mình bận may cái bộ đồ này bận thì có đẹp không nha. Đây là tôm của mình nè. Mình lựa mấy con tôm xấu xấu, mấy con tiện hèn, mấy con mà nó mình thấy nó không lớn nữa, với mấy con tôm lợt quá mình gọng lại để nước đầy mình thả xuống, mình sợ nó chết rồi cái mình bắt vô mình làm. Còn mấy con tôm nào mà nó tông khe nó đẹp thì mình thả lại mình nuôi nữa cho nó bự nữa. Mình hứa hẹn các anh chị và các bạn năm sau mình sẽ kiếm nhiều tôm con mình nuôi, tới chừng mình tát nó có nhiều con dữ lắm. Đây mình được nhiều tôm đây. Giờ mình đập xả ra để mình bầm nhuyễn ra xả tỏi ớt để mình ướp tôm. Mình gặp một cái ớt xanh này vô đây mình sắc luôn cho nó mau. Mình sắc một lượt với xả luôn. Rồi mất thời gian để mà mình sắc nữa. Mình làm hết những cái ớt này luôn, không biết nó có cay hay không. Ớt này thì mình chưa có ăn, mình chỉ ăn cái ớt chữ thiên. Mình trồng ở ngoài nó có nhiều trái ớt đó cay dữ lắm. Mà mình sắc, mình nghe cái mùi nó nồng lên nè, chắc là nó cay á. Mình làm tỏi vô. Giờ mình ướp vô tôm phần nữa, còn hơn nữa thì mình để hồi mình phi. Mình ướp bột cà ri nè, đây bột cà ri mình ướp vô tôm luôn. Đây là hành phi. Cái đường muối mình ướp vô tôm luôn. Cà ri thì mình làm cho ngọt ngọt nó ngon. Giờ mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị vô tôm. Thank you.
Giờ mình nhóm lửa, cái mình bắt chảo lên mình nấu. Rồi mình chế dầu, giờ mình phi xả tỏi ớt. Giờ mình cho xả tỏi ớt vô mình phi. Rồi mình đảo tôm vô. Giờ mình gọt khoai, mình ngâm qua nước muối. Đây là muối ha, muối hột mình nè. Giờ mình đổ vô cái thau nước. Mình ngâm khoai để cho nó không bị đen khoai. Giờ mình gọt khoai. Xin chào cả nhà, hôm nay mình lột dừa. Dưa nó có mỏng mà. Ơi nó lên hay mà. Ủa một phần chắc tới hai lần. Chắc khoai kìa. Mỗi miếng gì mình chẻ làm hai kìa. Nó có khía khía là giống y như mình tỉa bông. Mình bỏ vô mình ngâm nước muối. Nước muối này mình thay nước rồi nè. Nãy mình rửa rồi mình lấy cái nước muối khác. Rồi mình vớt ra cái mình chiên khoai. Giờ mình vắt nước cốt dừa. Mình nấu cà ri mình có nước cốt dừa rồi mình có sữa tươi nữa. Cho ngon. Rồi mình chế dầu vô mình chiên khoai. Mình cho tỏi vô. Đảo khoai vô mình chiên. Mình chiên khoai sơ vậy nè, mình nấu nó không có gã ra. Khoai mình hồi nãy cái màu lật lật á, giờ mình chiên cái màu nó đậm hơn rồi nè. Nó vàng giống như là mình để nghệ vậy. Mình nấu cà ri thịt á, thì mình để khoai vô sau. Còn giờ mình nấu cà ri tôm á, thì mình để khoai trước, mình chế nước cốt vô cho khoai nó chín. Dễ cặn lại. Mình lọc cái củ hành xong rồi, giờ mình chẻ ra. Chút mình để vô cà ri ăn cho ngon. Mình để muối vô khoai nè, cho khoai nó thấm muối với đường, mình để đường vô luôn. Nãy thì mình ướp tôm vừa ăn rồi, giờ mình ướp vô khoai. Khoai chín rồi, giờ mình để tôm vô.
mình cho sữa tươi vô luôn. Giờ mình cho củ hành tây vô luôn. Chứ có miếng cà ri bơ nè, nhưng mình để cà ri bơ vô. Cà ri của mình chín rồi, mình nhắc xuống. Thơm phức luôn. Giờ mình múc tôm ra cái tàu của mình đây. Tôm cà ri của mình thiệt là ngon đây. Thơm thiệt là thơm luôn. Rồi mình xắt mồi ra nhuyễn nhuyễn, mình để lên cho nó thơm. Rồi mình để mồi ri ra. Giờ mình xắt bánh mì luôn ra cho dễ ăn. Thơm ngò gai quá. Xin chào cả nhà. Cà ri tôm đặt kẹo kẹo gì chấm cái gì ngon, chấm bánh mì để bé múc rồi bé. Để cha múc trước đi. Múc trước anh múc. Đó giờ ăn cà ri gà, cà ri vịt. Cà ri tôm của mình xong hết rồi. À, giờ mình chấm bánh mì ăn. Mình mời cả nhà cùng ăn cà ri tôm chấm bánh mì với mình cho vui nha. Món này đặc biệt nè. Nào giờ con ăn cà ri vịt không à? Giờ mới nghe tới cà ri tôm. Bữa nay tới mùa dịch kìa, cái nhà ai nấy ở người ta không có dám đi tới đi lui. Mình ngủ Hiếm Chính thì Hiếm Chính mới vừa đi cắt cỏ về, cho nên Hiếm Chính mất nấu cơm cho ăn để Hiếm Chính không có qua được. Mời cả nhà cùng ăn cà ri tôm với con. Cà ri tôm mình béo thơm ngon lắm, tại vì mình để sữa tươi vô nữa, thơm mùi sữa tươi. Béo ngon. Cái vị nó vừa ăn. Món này đặc biệt thiệt ha. Mới ăn cà ri tôm lần nào luôn nè. Nãy giờ cà ri thịt không? Mình không có nấu cà ri tôm. Nhờ cái nuôi không? Nuôi tôm không? Bắt tôm. Nuôi tôm, bắt tôm mình làm. Mình thấy mình thả rồi có chết nào không? Không. Chết hai ba con đem lên đó. Đem rồi hả? Hồi liền lên mặn luôn. Mấy con lọc lọc lấy lại nè, để hồi để nó chết. Còn mấy con nhỏ nhỏ thả lại hả mẹ? Ừ. Thả lại bóc cho nó bự. Bự cũng có. Thả rác cũng 2-3 ký vô ít ha. Ừ. Nhiều. Này cái nước ngon à, chưa ăn tới con tôm mà nước ngon. Ở mình Tám đóng nuôi, ảnh nuôi sao hao hụt. Vì anh sợ mình không biết sao, mưa quá. Chứ khi mưa mưa nó mưa quá trời. Mà mình còn nguyên. Giờ có hao hụt cá, cá thả nhiều quá mất luôn. Giờ mới tới ăn với tôm. Ăn tôm đi. Lọc tôm, tôm lọc kìa. Nếu tôm lọc thì khỏi lọc. Ăn nước không cũng ngon. Béo ngon. Béo cà ri, có nước cốt dừa béo. Cái sữa dừa thơm mùi sữa. Mẹ ăn tôm chưa? Con ăn hết một con rồi. Có lộn phải không? Con nhỏ nên có mới lộn. Giờ lộn con bự. Giờ mới lộn nè. Ăn tôm phải lấy bánh mì nè.
chấm nó trở thạch nè, hả ăn. Để bỏ cái nước cốt ủ. Tôm mềm mềm mềm. Tôm mềm, tôm lọc á. Tôm lọc, anh phải lọc. Tôm này cũng hơi mềm nè. Ăn gì khỏi ăn cơm luôn. Tôm này dẻ ngon chứ. Tôm này lọc lọc còn để dẻ ăn luôn. Tôm lọc để mình dẻ ăn. Cái này khoai. Ừ. Khoai này ngon. Mình ăn có mì tôm vô ngon. Nó ngọt, nó ngon, thịt ngon luôn. Có mì cũng ngon. Mì mình hết rồi hả? Mới trồng loại, nó bự rồi. Cà ri tôm ngon, theo đám đồ mình nấu cà ri tôm thì ngon chứ. Nấu cà ri tôm ngon, đám dỗ rồi ha. Nấu cà ri tôm. Mình nấu thịt thì người ta ăn, bình thường ta ăn nhiều rồi ha. Ừ. Để năm sau, năm sau đám dỗ nhà mình nấu cà ri tôm. Nói người ta ăn thử cho biết. Chả ngon. Cà ri tôm của mình ngon thiệt là ngon. Ăn con tôm nó ngọt, nó ngon, nó béo. Cà ri tôm của mình ăn ngon lắm. Ăn cái khoai nó cũng ngon nữa. Ăn cái nước dưới bên mình cũng ngon hơn. Nấu nó ngọt. Tính ra nó ngọt. Ngọt hơn thịt nữa. Tôm nó ra nó ngọt hơn thịt. Kẹo về chấm ngon. Mà có sữa nữa mà. Ngon nó thơm. Béo toàn bộ béo. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Bà Bán Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.